nghe, chào mừng anh em đã quay trở lại với Laptop World Thế giới Công nghệ và mình là Thanh Thủy, còn bên cạnh mình đây là anh Sơn Nguyễn. Thì tiếp nối cái series chọn laptop cho sinh viên từng ngành học thì hôm nay chúng mình cũng có series chọn laptop cho sinh viên nhưng mà theo chip AMD anh em ạ. Thì thôi không chần chờ gì nữa nhỉ, bắt đầu nào. Ok, và chúng ta sẽ cùng đến ngay với cả cái talk show nhanh qua về laptop AMD hiện đang có tại Laptop World. Trước tiên thì chúng ta, trước khi tới với cái chuyên mục tư vấn như mọi khi, thì chúng ta vẫn sẽ kiểu nói nhanh cùng một chút nhỉ, thảo luận một chút xem là AMD hiện tại nó có những cái điểm mạnh gì so với cả mặt bằng chung hiện tại trên thị trường anh em nhá. Đầu tiên thì theo Thủy, laptop AMD hiện tại đang có những cái điểm mạnh gì xứng đáng để mang ra cạnh tranh hiện tại? Đầu tiên là phải giá tốt này. Giá chắc chắn. Thường những mẫu laptop mà có kiểu phiên bản Intel và AMD thì AMD chắc chắn là sẽ rẻ hơn. Chính xác là như vậy. Tiếp theo là mát này. Mát. Xong tiếp theo là mạnh này. Anh em nào mà thuần về chơi game thì chọn chip AMD phải gọi là quá tuyệt vời. Ok. Ngoài ra thì nó cũng tối ưu điện tốt này. Xong iGPU cũng rất là mạnh nhá. Ví dụ như là con 780M này, hay sắp tới có con 890M đúng không nhỉ? 890M chúng ta đấy, cũng đang rất là mạnh luôn. Chỉ riêng con iGPU nó cũng có thể là làm hầu như mọi tác vụ luôn rồi. Quá là bá cháy luôn. Ngoài ra nữa thì AMD năm nay cũng phải nói là khá là tiết kiệm pin đấy. Nó cũng thiên về cái khoản là tối ưu điện tốt rồi, thôi đúng không? Đúng rồi đấy. Thì anh em có thể để ý là trên những cái mẫu laptop mỏng nhẹ thì nếu như mà muốn thiên về hiệu năng cao nhá, của 2024 nhá, thì thường các hãng sẽ ưu tiên thiên về lựa chọn CPU AMD nhiều hơn. Ví dụ như là chúng ta có một vài con như kiểu Asus VivoBook S14 OLED này, hay là Asus ZUF A14 này, Zephyrus G14 hay là Nitro V14. Toàn là những con 14 inch nhỏ gọn mỏng nhẹ thôi. Và được sử dụng CPU AMD lúc này thì nó bung trong tăng hiệu năng là rất tốt trên cái thân hình nhỏ gọn và mỏng nhẹ như thế anh em ạ. Đấy là về cái khả năng tối ưu điện ấy, về cái nhiệt độ mát mẻ đấy anh em ạ. Và một khi mà anh em đã lựa chọn laptop mỏng nhẹ rồi thì kể cả có lựa chọn những con máy hiệu năng cao như kiểu là con Zephyrus G14 hay là TUF A14 như thế thì cũng muốn thiên về là một con máy có tính linh hoạt cao rồi đúng không? Mà linh hoạt cao là gì? Chúng ta thường xuyên di chuyển, chúng ta cần pin trâu, chúng ta cần sử dụng hiệu năng trên pin là tốt. Đấy, không phải là cứ rút sạc ra là máy nó sụt giảm một phát hiệu năng còn khoảng có 50% thì nó sẽ rất là chán đúng không? Thì AMD năm nay, đặc biệt là trên phiên bản Ryzen AI nhá, nó sẽ có thể tối ưu hiệu năng trên pin là rất tốt anh em ạ. Và em thấy kiểu như là những con laptop mà sử dụng chip Ryzen AI mới ấy, là có thể đáp ứng cho anh em mấy cái kiểu nhu cầu là được voi đòi hai bà trưng. Kiểu vừa thích mỏng nhẹ này, nhưng mà phải mạnh này, xong là phải mát này. Chính xác. Đấy, đúng kiểu là đáp ứng cho cái nhu cầu đấy của anh em đấy. Thật sự thì bây giờ đây, không phải là từ trước giờ nhá, mấy anh em MacBook luôn luôn kiểu mang ra khè rằng laptop Windows lúc nào dùng phải cái cục sạc mới tối ưu hiệu năng. Nhưng mà không, bây giờ laptop Windows, đặc biệt là laptop Windows AMD nhá, cũng có thể làm được điều đó mà tối ưu hiệu năng rất là tốt luôn. Mình cũng đã có những video test chứng minh cho anh em điều đó rồi. Nếu anh em chưa xem cụ thể ra sao thì mình cũng còn nói nhanh còn một chút là với một vài bài test Cyber R23 multicore trên con AMD Ryzen AI 9HX370 nhá, khi mà mình cắm sạc thì lên khoảng hơn 23.000 điểm multicore, còn khi mình rút sạc thì hơn 21.000 điểm. Tức là nó chỉ sụt giảm một chút rất là nhỏ mà thôi. Vậy là số điểm quá là cao luôn đó, đấy. Cực kỳ cao đấy. Đấy là về cái khả năng tối ưu hiệu năng trên cái mức điện năng tiêu thụ là rất tốt của nhà AMD. Ngoài ra nữa ấy, thì những cái con máy mà không có cạc rời ấy, kiểu như là con Asus VivoBook S14 OLED ấy, thì iGPU hiện tại nó cũng đang làm việc quá tốt. Ví dụ là cái phiên bản iGPU trên là chúng ta có một con Radeon 890M đi, thì ngay cả mình có sử dụng để render video 4K này, hay là sử dụng để chơi cả những con game AAA, thì nó cũng chả ngán bất kỳ một con game nào cả. Mình cũng đã có video test ở trên kênh Laptop World rồi. Nếu anh em chưa xem thì mình sẽ gắn link ở bên phải phía trên này, hoặc anh em chỉ cần vào kênh YouTube Laptop World và tìm kiếm Radeon 890M là nó sẽ ra ngay cái video test của chúng mình nhá. Nói chung là tóm cái váy lại là đối với những chiếc laptop mà bây giờ sử dụng chip AMD, đặc biệt là AMD Ryzen AI ấy, thì nó phải gọi là quá ngon rồi, có thể làm được hết mọi thứ, kể cả là việc không có cạc rời đi chăng nữa. Ok. Còn nếu như mà anh em bảo là Intel Core Ultra nó sẽ hơn này hơn kia thì cũng chưa chắc đâu, chúng ta cũng chưa có máy thực tế ở trên tay và trải nghiệm mà. Mà theo một vài thông tin thì có thể là hiệu năng đa nhân của Intel Core Ultra 2 nó cũng sẽ không thể nào mà ăn được AMD Ryzen AI 9. Cho nên là chắc chắn rồi, khi mà có máy về thì mình sẽ có video test sớm nhất và nhanh nhất cho anh em. Nhưng mà thời điểm hiện tại thì chung quy lại, tóm cái vé lại thì AMD nó vẫn sẽ là một sự lựa chọn ngon, bổ và rẻ trong cái tầm giá cho anh em nhá. Và ngay bây giờ thì mình đã vừa đi qua đó chính là những cái ưu điểm, những cái điểm mạnh của laptop AMD rồi, cho anh em có thể cân đối lựa chọn rồi. Cho nên là
Thật sự có nhiều anh em từ trước này cứ nghe kiểu đồn laptop em đi này thế nọ, laptop em đi xưa nóng, rồi anh em ơi, xưa em rồi đi lỗi rồi là thế này thế nọ nha. Mình nói thật, bây giờ laptop em đi sử dụng nó ổn định hơn rất là nhiều, và nó mát và nó tối ưu điện hơn rất là nhiều luôn ấy. Và thậm chí nhá, có một điểm mình để ý là mỗi khi mà mình bung Win lên ở những con máy sử dụng CPU AMD cùng những con máy đó trên CPU Intel, nó phải update một đống các driver nhiều, phải gấp đôi gấp ba luôn trong phần Windows update ấy, thì laptop Intel nó mới có sử dụng ổn định được. Trong khi đó với AMD nó chỉ cần một vài các driver update ở trong đó thôi là nó đã giúp chúng ta có thể vận hành một cách trơn tru, mượt mà và ổn định rồi. Chính vì thế bây giờ mình nghĩ anh em nên bỏ dần cái quan niệm rằng là laptop AMD nóng lỗi rồi là đắt cái túi này kia. Tất cả bây giờ laptop AMD là rất ngon rồi anh em nhá. Và có lẽ là chúng ta sẽ cùng đến với cái phần gọi là tư vấn máy cho các anh em trong từng cái phân khúc giá. Chúng mình sẽ chia ra thành từng cái mốc giá một để anh em có thể dễ dàng lựa chọn cho từng cái nhu cầu nhá. Ví dụ là từ khoảng độ 10 đến 15 triệu chúng ta sẽ có những sự lựa chọn nào, thì bây giờ mình và Thủy sẽ cùng tư vấn cho anh em nhá. Rồi, đầu tiên là tầm 10-15 triệu là một mức giá nó rất là phổ thông đấy, siêu okay. Siêu phổ thông. Thì bọn mình cũng có những con Ultrabook phù hợp cho những anh em mà học các ngành như kiểu kinh tế này, sư phạm, kế toán, ngôn ngữ vân vân. Nói chung là những cái ngành đặc thù về văn phòng đấy. Okay. Thì sẽ có những con ví dụ như là Asus VivoBook Go 14 với mã là 177WK, cấu hình là Ryzen 5 7520U, 16GB, 512GB SSD. Con này thì có màn kích thước 14 inch Full HD và mức giá là 12.190.000. Và con này cân nặng cũng rất là nhẹ nhàng nha, chỉ có 1.38kg thôi. Ấy thì mình thấy con này cũng rất là phù hợp cho là rẻ. Làm văn phòng quá ổn luôn, 16GB cơ mà, đúng không? Nhẹ nhàng. Mà nếu như anh em kiểu có nhu cầu nhập số liệu thường xuyên nhá, thì chúng ta sẽ có một con máy lớn hơn một chút là con Asus VivoBook Go 15. Con này có mã là 454WK, thì nó cũng được sử dụng cấu hình là tương tự thôi, nhưng mà màn hình của nó là lớn hơn, 15.6 inch Full HD và IPS. Chúng ta cũng sẽ có thêm một cái giải phim số phụ ở bên cạnh để phục vụ cho anh em nhu cầu nhập số liệu là rất tốt, và mức giá của nó sẽ chỉ là 12.590 thôi. Thì cái dòng VivoBook Go này nó hướng tới học sinh sinh viên là rất tốt, mức giá rất là mềm, rất dễ tiếp cận, và trang bị của nó cực kỳ là hợp lý luôn anh em ạ. Đó. Nói chung là để anh em có thể là xử lý các tác vụ văn phòng thì thoải mái tầm 5-6 năm tẹt bô nhá, 16GB cơ mà. Okay. Ngoài ra thì lên trên một chút đi, tầm hơn 15 triệu, cụ thể là 15.790 thì sẽ có một em laptop nó ngon hơn một chút so với hai em trên kia, dĩ nhiên bởi vì là đắt hơn mà. Đấy là chiếc Asus VivoBook 15X OLED với mã là 332WK, cấu hình là Ryzen 7 7730U. Con này cũng 16GB này, màn kích thước là 15.6 inch Full HD. Con này thì sẽ có màn đẹp là 100% DCI V3 luôn. Ok, cấu hình cũng phải nói là khá hợp lý rồi, Ryzen 7 rồi. Lúc này chúng ta đã có một con Vega 8 để có thể gọi là sử dụng để chơi một vài con game eSports nhẹ nhẹ rồi đấy. Ngoài ra nữa thì nếu như mà anh em muốn sử dụng để thuần gaming luôn, chơi vào những con game kiểu mạnh mẽ hơn, có cạc rồi, có tản mạnh, thì ở đây mình cũng có một con laptop gaming gọi là rẻ nhất hiện tại luôn. Đấy là một con Asus Top Gaming A15 nhá, FA56NF HN005WK. Con này mức giá cũng sẽ chỉ là 15.690 thôi. Mà anh em có đây một con Ryzen 5 7535HS, RAM 8 nhưng mà nâng cấp được thoải mái, laptop gaming mà, SSD 512, RTX 2050. Lúc này thì nói thật là game gì mà chả chơi được cả anh em, quan trọng là setting hợp lý thôi, đúng không nào? À, với lại là với mẫu này thì anh em nên mua thêm một thanh RAM để nó chạy đua ở trên ổ nhá. Chính xác, rất cần thiết mua thêm RAM. Và con này còn có màn 144Hz để anh em quẩy game FPS các thứ tha hồ luôn, rất hiếm có trong tầm giá nhá. Mà hầu như là các sản phẩm ngày hôm nay bọn mình tư vấn cho anh em thì đều là hàng chính hãng và có sẵn tại Laptop World anh em nhá. Tất cả đều là hàng chính hãng hết. Rồi, sang đến cái mức giá tiếp theo thì cũng mức giá phổ thông này thì mình nghĩ là cái này nhiều anh em quan tâm hơn, chứ đợt này anh em cũng giàu lắm anh Sơn ạ. Ok, vậy thì sang mức giá tiếp theo là 15 đến 20 triệu. Thì trong mức giá này thì lại toàn gaming anh em ạ, không có Ultrabook. Thật sự thì ở trong cái phân khúc này mình nghĩ là để mà lựa chọn Ultrabook thì chúng ta nên cố hẳn lên đi, lựa chọn những con kiểu hiệu năng cao hơn hẳn đi, ở trên 20 triệu đi. Còn trong cái mức giá khoảng 15 đến 20 triệu chúng ta sẽ có những con máy gaming là rất ngon anh em nhá. Và cụ thể ra sao thì mình sẽ cùng đi liệt kê qua một vài con. Thứ nhất là trong cái mức giá hơn 16, sắp chỉ 17 thì anh em sẽ có đây một con Asus Top Gaming A15, có mã là 011WK, cấu hình Ryzen 5 7535 nhưng mà card RTX 3050 anh em ạ. Đó, mức giá nó chỉ nhỉnh hơn con Top bên trên khung giá trên một chút thôi, mà bây giờ chúng ta có hẳn là 3050. Thì cái trải nghiệm lúc này anh em chơi game nó sẽ sướng hơn là khá nhiều. Nhưng mà anh em màn vẫn là 144Hz. Đó. Mức giá bao nhiêu nhỉ anh nhỉ? 16.990. Đó. Ngoài ra thì cũng có một con laptop, nói chung là nghe tên là anh em biết ngon rồi. Đó là chiếc Lenovo LOQ với mã là 07HVN, cấu hình là Ryzen 5 7235HS, 12GB và RTX 3060 6GB. Con này có điểm mạnh đó là
ngoại hình đẹp này, trông kiểu anh em sinh đôi, legend, sắp anh em sinh đôi. Cứng chắc, cứng chắc quá, view ngon luôn. Xong là tản cũng tốt nữa này. Xong màn hình đẹp 100% sRGB. Tôi thề là không có con laptop gaming nào trong tầm giá này mà máy mới nhá mà có màn đẹp máy như LG chính hãng thì đúng là không có thật. Đúng, không bây giờ, có luôn ấy. Bây giờ anh em cứ bảo là sao đi đâu cũng thấy tư vấn lốc. Bây giờ mình hỏi là một con máy nó ngon như thế không tư vấn cho anh em, mình biết tư vấn cho anh em con nào nữa. Đúng không nào? Đúng rồi. Mà trong cái mức giá nó quá là mềm như thế thì để mà lựa chọn một con máy build ngon, tản mạnh, màn đẹp đâu phải lúc nào cũng có đâu. Thì có mỗi con lốc này nó trang bị được cho người ta những cái đó mà là con 30506GB nha. Không phải là 3004GB. Anh em chơi được game 3A ok nha. Okay. Mà giá của nó là 19590 nhá. 19590 vẫn là dưới 20 triệu. Tuy nhiên thì nếu như mà anh em lo sợ là tìm kiếm một thanh 12GB quá khó thì ở laptop cũng đang có phiên bản sẵn RAM dual channel. Mã của nó sẽ khác một chút là mã 7GVN, mã trên là 7HVN thì mã này là 7GVN. Mức giá của nó nhỉnh 20 một chút là 20590 anh em ạ. Lúc này chúng ta có 24GB RAM DDR5 dual channel. Thì gọi là dùng chả cần nghĩ việc nâng cấp nữa luôn, thoải mái đùa trên RAM rồi. Thì đó, đấy là chúng ta đã vừa đi qua cái list trong ngưỡng khoảng 15 đến 20 triệu thì đây toàn là laptop gaming, anh em có thể cân đối lựa chọn tất cả con máy trên. Muốn giá rẻ thì nó sẽ có giá rẻ cho anh em tối ưu, còn anh em muốn cao một chút thì sẽ có cái trang bị ngon. Lúc nào bây giờ thì mình sẽ cùng qua tới cái mốc giá cao một chút nữa là 20 đến 30 triệu anh em nhá. Em nghĩ cái mốc này là nhiều anh em quan tâm. Chính xác. Tại vì anh em giờ giàu lắm, ngày xưa mình đi mua laptop hỏi toàn laptop 10 15 triệu, bây giờ anh em phải 30 triệu, 40 triệu, đấy. Rồi, vậy thì mình sẽ cùng đi qua cái mốc này để xem là sẽ có những sự lựa chọn gì. Đầu tiên là với Ultrabook trước đi. Ultrabook thì có một con mình thấy rất là mạnh này. Đó là con Lenovo IdeaPad Slim 5 với mã là 03BVN, cấu hình là Ryzen 7 8845HS. Con này sẽ có con iGPU là 780M anh em ạ. Anh em vừa có thể là học đồ họa 2D này, học kỹ thuật, học công nghệ thông tin, rất là ổn áp luôn. Tại vì con CPU này rất là mạnh đúng không? Đó, con này mức giá là 21490 nhá. Con này còn có màn khá là đẹp nhá. 14 inch 100% DCI 3 build full nhôm. Mình mới có cái video so sánh giữa cái con máy này với cả một con phiên bản Intel trong cùng tầm giá 21. Thì cái con AMD này nó kiểu nó vượt trội hoàn toàn luôn anh em ạ. Và đấy chính là con máy này này. Đây chính là con máy trên bàn của mình đây. Một con máy Ultrabook hiệu năng cao đấy. Mình có nói là nếu như mà cố được thì nên cố lên cái tầm giá này. Chúng ta sẽ có hiệu năng cao hơn hẳn, trải nghiệm nó sướng hơn hẳn anh em nhá. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một vài những con laptop gaming khác cũng mang lại một trải nghiệm là khá tốt trong cái tầm giá này. Ví dụ là một con laptop gaming full combo cấu hình AMD, đó chính là con Asus Top Gaming A16 Advanced Edition. Con này thì đang có cái mã là RL100W này, cấu hình Ryzen 7 7435HS, RAM sẵn 16, SSD 512, card Radeon RX 7600S luôn, 8GB RAM luôn. Đó, kích thước màn hình thì 16 inch 114Hz, giá của nó sẽ là 25990 anh em nhá. Thì ở đây lựa chọn một phiên bản laptop gaming card 8GB RAM cũng không nhiều đâu, đúng không anh em? Thế này ở đây mình thấy là nó cũng khá là ổn. Còn nếu mà anh em thích card Nvidia thì cũng có Asus Top Gaming A15 với mã là 101W, cấu hình là Ryzen 7 7435HS, 16GB RAM này và RTX 4050. Mức giá của em này đang là 26990 nhá. Ok, một con laptop gaming mà đẹp, trọng lượng nhẹ, 4050. Rất là ngoài ra ý. Thì đấy, nếu như mà anh em thích kiểu 4050 6GB nó chưa đủ thì 4060. Chúng ta cũng sẽ có một phiên bản có mã là 061W anh em ạ. Con này thì sẽ có RAM tương tự như trên nhưng mà SSD nâng lên là 1T và card đồ họa sẽ RTX 4060 anh em nhá. Về cái mức điện năng của TUF trước nay thì lúc nào cũng là bơm max hết 140W, cho nên là anh em không phải đắn đo gì đâu. Với lại là bảo là túp nóng các thứ thì xem lại review nhá, không nói nữa đâu. Không nói về cái vấn đề túp nóng nữa, chúng mình cũng đã test rất kỹ cho anh em rồi. Giá của phiên bản 4060 sẽ là 28990, còn 4050 thì 26990, chênh nhau khoảng 2 triệu anh em nhá. Rồi, mình đã vừa đi qua là trong cái phân khúc giá khoảng 20 đến 30 triệu, như vậy là có khá ít sự lựa chọn về Ultrabook trong cái phân khúc giá này. Đúng là anh em, gần như là năm nay thì AMD cho chúng ta một cái số lượng rất là nhỏ giọt về những cái mẫu Ultrabook như thế, hơi đáng tiếc đúng không ạ? Giá như chúng ta có nhiều sự lựa chọn hơn, nhưng mà nói chung là những cái sự lựa chọn ở trong cái tầm giá này đều rất ngon rồi. Ngoài ra thì nếu như mà anh em thích một con Ultrabook mức giá phân khúc cao hơn nữa thì chúng ta sẽ cùng ngay lập tức qua tới phân khúc giá cao hơn. Trên 30 triệu. Trong đây, tầm giá này thì anh em thích gì cũng có rồi. Chính và xác. Bắt đầu là kiểu muốn gì có nấy rồi đấy, kiểu vua chúa luôn rồi. Vua chúa rồi đấy. Đấy thì lúc nãy ở đầu video bọn mình cũng nhắc qua là con Asus VivoBook S14. Đấy. Thì con đấy là anh Sơn đã review rồi đấy. Thì anh có thể phím cho các bạn biết tí được không? Con VivoBook S14 mình review cho anh em ấy là cái phiên bản mã là 071WS ấy. Thì nói thật là con này trong cái tầm giá này
để mà tìm một con Ultrabook 14 inch chả có gì để chê những con này nữa. Về cái trải nghiệm, đầu tiên mình lấy kê qua nhanh về cấu hình trước đã. Chúng ta có một con AMD Ryzen AI 9 HX370, RAM 32, SSD 1T, rồi là màn 3K 120Hz. Đó. Thoải mái. Card tích hợp Radeon 890M. Và nói thật là mình cũng đã làm tất cả các thể loại trên con máy này rồi. Từ gọi là unbox review cho tới test game AAA, test render. Chơi được Black Myth Wukong không anh? Rồi qua bot các thứ, đánh bot các thứ thoải mái luôn mà. Anh đánh con bot đầu to trên con máy này qua luôn mà. Đấy, thêm nữa nhá là pin. Mình cũng có test cả pin cho anh em luôn, test cả nhiệt độ, test cả render video 4K luôn. Nói chung là nó chả có ngán cái tác vụ nào mà nó lại còn nhẹ nữa cơ anh em ạ. Mức giá bao nhiêu ạ? 31990. Wow. Thực sự thì trong tầm giá này được một con Ultrabook kiểu làm được như laptop gaming này phải đấy. Gọi là quá là ngon luôn đấy mà anh em ạ. Nếu như mà so ngang với cả những con máy mà Core Ultra 9 185H thì con này đang là rẻ hơn. Wow. Mà trải nghiệm của nó lại là ngon hơn. Wow. Thế thì anh em nào muốn vừa mạnh này mà phải vừa Ultrabook này, tản nó tốt không anh? Tản ok không? Tản của VBook thì nói chung là trong cái dòng Ultrabook thì VBook năm nay là một những con máy có tản ngon nhất rồi. Anh em nhá. Hai quả tản tầm ba hơn 30, 31990 thì anh em phải book con này em nhá. Rất ngon. Okay. Và ngoài ra thì cũng có một con laptop gaming ở trong tầm giá này. Thì nó cũng xem gần 40, cụ thể là 37990, đó là chiếc Legion Slim 5 với mã là 03AVN. Nói chung là phiên bản của 2024 đấy. Cấu hình là Ryzen 7 8845HS, 16GB và card đồ họa rời là RTX 4060. Ok. Con này thì mình có review rồi. Nói chung là nó vẫn ngon như thế và rất là toàn diện. Build các thứ này, xong tản này, rồi hiệu năng, nói chung là tẹt bô, anh em thích làm gì cũng được. Thật sự thì Legion từ trước đến nay cũng đã nổi tiếng rồi, cho nên là mình nghĩ là chúng ta cũng không cần có cái gì để suy nghĩ trong này nữa. Chúng ta có màn 2K 16 inch 165Hz. Nó vừa đẹp, nó vừa lớn, nó vừa sắc nét, tản nó mạnh, rồi là cấu hình nó ngon. Mà nhìn kiểu vác đi trông nó rất là thanh lịch chứ không kiểu trông không kiểu bị dân phố hay là ok. Mức giá của nó sẽ là 37990 tại laptop world, nhưng mà đừng quên là giờ đến cuối tháng chúng ta sẽ có gì, chương trình back to school, chính xác là như đến vậy. Hết ngày 30 tháng 9 nhá, nên là anh em muốn dinh một trong những mẫu laptop mà bọn mình đã tư vấn ngày hôm nay, anh em hãy qua ngay vào tháng 9 nhá để được hưởng ưu đãi chương trình từ bọn mình. Giảm giá rất là nhiều đấy, trừ trực tiếp vào giá máy luôn, anh em nhanh tay lên nhá. Rồi Tiếp theo sẽ là cái phân khúc còn lại, là phân khúc dành cho anh em học sinh, à nhầm, sinh viên RMIT. Ok, những anh em kiểu sinh viên chả có gì ngoài tiền, nói thật. Thì bây giờ mình sẽ từ cái phân khúc từ 40 triệu đổ lên. Đổ lên luôn nhá, không phải lên đến đâu mà là đổ lên nhá anh em. Rồi. Thì đầu tiên cái con máy mà khiến cho mình cảm thấy tâm đắc nhất và cũng rất nhiều anh em review ở Việt Nam tâm đắc, đấy chính là con Asus Top Gaming A14 2024 anh em ạ. Một con máy gaming rất là mới, mỏng nhẹ, có màn 2.5K 14 inch nhỏ gọn, nhưng trọng lượng có 1.45 cân thôi. Mà nó có gì? Ryzen AI 9 HX 370 4060, có hai phiên bản RAM là 16 hoặc 32. 16 thì vào khoảng hơn 42 gần 43, còn 32 thì vào khoảng hơn 46. Đó. Thì mình nói thật là với con máy như thế thì chả có gì phải suy nghĩ nữa cả. Nó là một con máy nhẹ nhưng mà hiệu năng thì anh em có thể mang ra so với bất kỳ con máy gaming nặng nào khác hiện nay, nó thật như vậy luôn. 1.45 cân thì anh em kỳ vọng gì mà một con máy thế mà nó làm được tất cả mọi thứ chúng ta cần. Ủa. Đó. Chứng tỏ là bây giờ các hãng tối ưu quá là tốt luôn đấy. Đặc biệt là Ryzen AI 9 HX năm nay thì nó khiến cho mình cảm thấy quá hài lòng. Ngày xưa thì sẽ kiểu là đã mỏng nhẹ thì nó sẽ nóng. Nhưng mà bây giờ thì không. Mỏng nhẹ nhưng vẫn rất là mát và ngon. Mát lại còn mạnh. Đúng rồi. Không cắt điện, không cắt hiệu năng gì hết. Vẫn bung được max lên 80W điện của con Ryzen AI 9 HX. Bung lên được 100W điện của con 4060. Còn cái gì phải bàn nữa hả? Bây giờ em cảm thấy kiểu công nghệ phát triển rất là nhanh nhá. Chỉ cần mình bây giờ mà không cập nhật tin tức trong vòng khoảng 2 tháng thôi là tôi thành người tối cổ luôn rồi. Đúng đấy. Đúng rồi. Anh em cũng cập nhật dần đi nhá, sắp tới cổ đến nơi rồi đấy. Tiếp theo nhá, mình lại có một con Zephyrus G14 2024, nhưng mà con này nó đang dùng một con Ryzen 9 8000 series. Thì với cái phiên bản hiện tại laptop đang hết hàng thì mình cũng không muốn liệt kê quá kỹ ở trong cái video này. Nếu như mà anh em chưa xem video review của chiếc máy đó thì mình sẽ gắn link bên phải phía trên này về cái chiếc laptop đó cho anh em có thể cập nhật chi tiết hơn. Đây là một con máy gaming mà có một cái thiết kế gọi là quá xuất sắc của 2024 đi. Nó có một cái build full nhôm CNC, nó quá đẹp và trải nghiệm về hiệu năng, về nhiệt độ nó vẫn sẽ là rất tốt trên con máy này. Và nó là một con CPU
Ryzen 9 nhưng mà nó là 8000 series chứ không phải Ryzen AI 9. Giá như nó là Ryzen AI 9 ấy, thì nó sẽ còn đỉnh chóp hơn rất là nhiều. Và ngoài ra thì mình cũng có một phiên bản nữa, đấy chính là Zephyrus G16 2024 cũng được sử dụng CPU AMD. Thì con này này mới là con Ryzen AI 9 HX này. Con này là nhớ là tầm 77 triệu này. Đúng rồi, nó sẽ đắt hơn là kha khá so với cả phiên bản Core Ultra 9 là bởi vì nó mới ra mắt anh em ạ. Và mặc dù là nó đắt hơn kha khá như thế nhưng mà ngay lập tức vừa về hàng là hết sạch sành xanh luôn. Và bây giờ anh em muốn làm content gì về con đấy nữa là cũng không có hàng cho chúng ta để có thể trải nghiệm được đâu. Nó hết sạch hàng rồi. Đấy, cái mức độ hot của những con laptop AMD 2024, đặc biệt là những con Ryzen AI, nó hot tới cái mức đó anh em ạ. Cho nên là mình nghĩ là bây giờ đây thì cũng có bất kỳ một cái quan điểm gì có thể gọi là chê bai nhà AMD thời điểm hiện tại nữa cả, bởi vì nó làm quá tốt ở thị trường Việt Nam và trong cái mức giá này nó xứng đáng để cho anh em có thể cân đối lựa chọn anh em nhá. Cho những cái tác vụ của anh em, đặc biệt là thiên về chơi game, anh em cần hiệu năng đa nhân cao hay là anh em cần một con máy mà bây giờ nó ổn định, tiết kiệm pin, mát mẻ, thì chắc chắn rồi nó là AMD chứ không có là cái gì khác nữa cả đó. Vậy thì Thủy có cảm nhận gì về những cái chiếc laptop AMD trong từ phân khúc giá mà chúng ta vừa mới liệt kê ở trên, từ phân khúc giá rẻ đi, thì ở đây có lẽ là các bạn học sinh sinh viên có thể cân đối lựa chọn rất là tốt rồi, đúng không? Nói chung là phân khúc giá bọn mình mà vừa liệt kê bên trên ấy tầm 10-15 triệu với những con Ultrabook thì anh em đấy mình có nói rồi đúng không? Sinh viên về sư phạm này, kinh tế này, ngôn ngữ này, thương mại điện tử này, vân vân, nói chung là thuần khối ngành về văn phòng thì có thể là sở hữu những em laptop đó. Ngoài ra thì với những mẫu laptop gaming mà bọn mình có tư vấn ấy thì anh em hoàn toàn có thể là học đồ họa kỹ thuật 3D, 2D các thứ, xong là render video thì cần máy mạnh một tí. Đấy, xong là cũng chơi game thoải mái luôn. Ok. Anh em tác vụ nào cũng dùng được, mà đã là cái phân khúc tầm nhá 20 đến 30 triệu loại trừ con IdeaPad Slim 5 thì những con còn lại đều làm được hết. Ok. Cái gì cũng làm được. Chính xác là như vậy. Bây giờ thì không phải là chúng ta phải bỏ ra một cái mức giá quá cao như ngày trước để có thể trải nghiệm những cái hiệu năng khủng khiếp như thế này nữa, mà lúc này thì mức giá của nó đã trở về một cái mức giá mềm hơn rất nhiều, tối ưu hơn về cả hiệu năng, cả về nhiệt độ hơn là rất nhiều. Đó. Vậy thì chúng ta đã vừa đi qua là tất tần tật cái phần talk show về laptop AMD 2024 hiện đang có sẵn tại cửa hàng Laptop World, anh em có cảm nhận như thế nào? Hiện tại thì lý do tại sao mà chúng mình lại không thể tư vấn cho anh em quá nhiều là vì anh em biết rồi đấy, từ trước đến giờ thì cái đầu sản phẩm của nhà AMD có phải lúc nào cũng quá là dồi dào đâu. Với lại là hầu như là nửa năm 2024 về trước ấy, sản phẩm AMD không thấy, thấy đâu hết. Tức là chúng ta mới được gọi là trên tay và trải nghiệm nhiều hơn những sản phẩm laptop AMD trong khoảng 2 tháng trở về đây thôi. Còn trước đó thì gần như là cũng không có một cái thông tin, một cái nội dung gì cả. Cho nên là đó là lý do vì sao mà không có quá nhiều sản phẩm để mang đến cho anh em. Nhưng mà mình đều thấy là tất cả sản phẩm hôm nay mình mang đến cho anh em thì nó đều là những cái ưu điểm rất mạnh mẽ trong cái tầm giá. Rất là chất lượng, kiểu AMD đã ra là chất lượng hẳn luôn đấy, là không vớ vẩn đâu. Xứng đáng để cạnh tranh với cả bất kỳ một con laptop nào khác trong cái tầm giá của nó. Vậy thì anh em nghĩ sao? Anh em muốn có bất kỳ câu hỏi gì khác nữa về tư vấn laptop thì cũng cứ để lại phía bên dưới phần bình luận của video này. Chúng mình có thể tổng hợp trong số trả lời hỏi đáp tiếp theo, hoặc là có thể trả lời trực tiếp vào cái comment đó của anh em để chúng ta có thể giao lưu tương tác với nhau nhiều hơn anh em nhá. Còn bây giờ thì nếu như mà anh em có mong muốn chúng mình làm thêm bất kỳ những cái talk show nào khác về tư vấn laptop, tư vấn những mẫu laptop phân khúc nào cho ngành nghề nào thì hãy để lại phía bên dưới, chúng mình sẽ tổng hợp lại content và cũng như là mang đến cho anh em những video mới hấp dẫn nhất, chất lượng nhất có thể anh em nhá. Nếu anh em cảm thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên ủng hộ Laptop một like, một sub cũng như nhấn vào nút chuông để không bỏ lỡ video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.